Hi mọi người nhé, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Và đến với clip hôm nay, tôi sẽ vào sâu cho anh em xem rất là nhiều từ CF đến Liên Quân và Free Fire. Đến với cái đầu tiên thì tôi bán hộ thằng cu em tôi đâu Zalo nha anh em nhé, đổi số điện thoại vô tư. Hai server như nhau, đặc quyền VIP 7, level 98, ra đây 1.63 và hạ gồm 26.000 kim. Nói chung nó cũng bỏ game lâu rồi, vẫn danh đồng thôi. Còn 684 kim cương để anh em mua thẻ đổi tên thoải mái. Full 3 vòng và team B thôi. Giá thì bây giờ anh em biết rồi, lại có mấy trăm ca thôi, hơn 600k nha anh em nhé. Full 3 vòng và team pin AK Transformer, M451 Transformer, M451 Bonfit này, M451 Thiên Sứ. Đấy, vòng 3Z Bonfit, 3Z Ong, 3Z Transformer, MXG, Thompson X32 để ép đạn cho team pin. Team pin 80 viên nha anh em nhé, vừa đủ chơi thôi. A12 Hayfly, Golden Sắc, Dea Bonfit, Dea Thunder, dẫn chiến có một chỉ cây dừa xanh này, Guribit và Kerip Bonbit thì được set 3Z Bonbit anh em nhé. Đấy, hơn 600k full 3 vòng và TP đầy đủ quắm. Kerip Bonbit, AK47 Lobel Dragon, M451 Lobel Dragon, BCC Lobel Dragon, M240 Betena này, A12 Booster, 10k, lò CP Transformer, vũ khí phụ thì lò đầy đủ, lò cung, lục đồ bò đầy đủ nha anh em nhé. Lò thì cũng 3 viên thôi, cung Fury này, lục đồ bò băng, ES Conic X2, kiếm vàng X2, Guri Ultimate Gold, Katala Transformer X2, Lowland Song Kích, Akagu Công. Đấy, và rất là nhiều súng tím AK Chao, AK Gold, AK Blue Battery, AK Giải Đấu Hàn, M4A1 Raya Dragon. Chung là rất nhiều súng để anh em test. Súng tím nhá, 9A91 Cung Hoàng Đạo này, 3Z Raya, TB Luna các kiểu. Hai server như nhau, Jacking Bull X2, súng trắng rất là nhiều, 3 quả lựu đạn Clash, nhân vật full nhân vật 3 vòng quay và nhân vật gốt nhé, nhân vật hiếm để anh em đi danh. Đấy, dây chuyền này, dây chuyền 3 dòng 4 sao không phải cái nhẫn này, nhẫn gắn kẹt địch hiển HP 2 dòng 5 sao và 1 dòng 4 sao. Thiên phú thì được khoảng 80% nhé, 90% PVP thì đã mắc rồi. Tôi sẽ đến với cạp tiếp theo, rồi tiếp tục đến với cạp tiếp theo nha anh em nhé. Cũng rất là ok, đặc quyền VIP 5 và 80, hai server như nhau, ra đây 0.92 và hầu hơn 5.000 kill hoặc dinh, hơn 200k thôi, full 2 vòng và có nhân vật VIP luôn, rất là ngon và rẻ nha anh em. Nói chung bây giờ chơi game quá là dễ luôn, ngày xưa mà như này thì nạp tầm 2 triệu dưới 3 triệu đấy mới nạp được cần này súng. AK47 Transformer này, AK47 VIP, M451 Bon VIP, M451 VIP này, AWM Inferno Dragon, 3Z Bon VIP, 3Z Out, 3Z Cha, đấy, đầy đủ 3 khẩu 3Z Beat, MXG để DID này, Airborne Beat, trận chiến thì cũng ok, một cây Guri Beat, AK47 Rosa, 3Z Nobel Dragon, UB Bà Tước, BCC Nobel Dragon, chấp tủ ong, lỏ thực ca, lỏ, lỏ thì 3 viên thôi, cũng rất là ngon rồi, lục đồ bò lửa, nắm đấm tê tinh, Dark Fury, sửa nông gà, AK M4 Gu Công, M4A1 Glory, các kiểu M37 này. Rồi nhân vật thì có solo cô và full nhân vật 3 vòng quay. Đấy, full 2 vòng và có nhân vật VIP cũng chỉ có hơn 200k thôi. 38 đã thức tỉnh thông sơn, nhẫn ngắm kẻ địch hiện HP, nhẫn cũng rất là đẹp nha anh em nhé. Nhẫn chỉ 3 dòng 5, 2 dòng 5 sao, 1 dòng 4 sao. Đấy, thiên phú thì được cái là BVB đã mắc nha anh em nhé. Đấy, còn cũng tương đối thôi, khoảng 80% như được cái BVB mắc này. Đấy, 2 server, full 2 vòng, AK3Z rất là nhiều, quắm này nỏ rồi lục đồ bò các kiểu, nhân vật solo cô nhẫn đẹp. Rồi tôi sẽ đến với cạp tiếp theo, rồi tiếp tục đến với cạp tiếp theo. Server US nhé, cũng nói chung là cũng rất là ngon cho anh em thôi. Level 83, đặc quyền VIP 4, ở đây 0.97 và hộp 8.000 kim, còn 2.000 kim cương nha anh em. Đấy, anh em về tiêu gì thì tiêu, chung là vô nghịch để đổi tên các thứ thôi, có 2.000 kim cương, giá rất là ok luôn, 190k. Súng rất là nhiều, AK Cha này, M4 Von Beat, M4A1 Jaguari, AL94X2, Barret Aurora, DAVIP Inferno, Kerik Von Beat, rồi AK Bà Tước, AK Rusa, UB Bà Tước, K, lỏ CP Transformer, 190k nhưng mà lỏ cực kỳ ngon luôn, lỏ hẳn 3 viên nha anh em nhá. Đấy, bắn 3Z và có lỏ 3 viên rất là ngon. Đấy, lỏ 3 viên, lục đồ bò băng, DIS Phonic X2 này, rồi kiếm vàng, nắm đấm tây tinh, Katala Transformer, lâu lan song kích, AK M4 Gu Công các kiểu. Đấy,
M37 thì ông về rất tin vui. Để con địch phong này. Nhân vật thì có con Aoi và con Joseph diễn viễn đó. Điểm thiên phú vẫn còn nha anh em nhé, nhận cực đẹp luôn. 3 dòng 5 sao ngắm kẻ địch hiện HP. Thiên phú thì là khoảng được khoảng 60-70% thôi. Tại vì mới có level 80 rồi mà. Full vòng AK, vòng 14 thì còn 6 ô nữa. Rồi tôi sẽ đến với một số ạc Free Fire và Liên Quân cho anh em. Và tiếp theo có cái ạc Liên Quân bán rẻ cho anh em luôn nhé. Đấy thì đang danh kim cương 3. Đấy, level 30 và tướng thì có 31, trang phục có 35 thôi. Đấy, 99k cho anh em. Thì tôi sẽ vào sâu qua cho anh em xem thôi. Đấy thì anh em tự xem nhé. Nói chung có mấy chục ca thôi thì cũng đủ anh em chơi thôi. Đấy bảng ngọc cũng tương đối cho anh em nhé. Cũng được. Ba mốt tướng và 35 trong phục. Rồi tôi sẽ đến với cái hạng khác. Rồi còn tiếp tục đến về cái hai cái hạng Free Fire nhé. Giá thì cũng dưới 100 thôi. Nếu anh em nào thấy hợp mua được thì mua nha anh em nhé. Đấy, nói chung là nó cũng chỉ đủ chơi thôi. Nên còn 57 này. Tôi sẽ vào sâu qua một tối thôi. Đấy, nói chung là đồ đạc hay là nhân vật thì cũng tương đối thôi nha anh em nhé. Sâu qua cho anh em thôi, toàn dưới 100k thôi. Thì đấy anh em tự xem nhé. Cũng rất là nhiều skin đẹp. Đồ lữ ở dưới này. Đây thì anh em tự xem nhé. Nói chung là cũng rẻ thôi, toàn dưới 100k thôi. Anh em về mua chơi tạm đỡ phải nập đấy. Nói chung là lạc cũng khá khá đấy, nhưng mà nó không được đẹp lắm thì nó chỉ có vậy thôi. Còn vũ khí này thì có M4 A1 lễ hội này. M4 phép thuật, M4 A1 võ cao, M1 04 này. AK thì có AK Samurai rồng, MB này, MB5, SK thì có SK chiến binh mùa đông, K98 này, Alpha Max, M60, lựu đạn. Rồi ta sẽ đến với cạc tiếp theo. Và tiếp tục đến với cái hạc tiếp theo nha anh em nhé. Cũng giá chỉ có mấy chục ca thôi. Đấy thì có bộ Joker khá là đẹp. Thì tôi sẽ sâu qua cho anh em tự xem không. Đấy, phần nhân vật này. Đấy, cũng nói chung là ít tiền thì như vậy là đủ chơi rồi.
trang phục ấy, nhưng mà chung là rẻ mà không phải chúng ta thì anh em nào đỡ, vừa đỡ phải nạp bạc vừa đỡ phải cày về chế tạo thôi. Bộ cũng có một bộ đồ lự nữa. Chợ thủ thì có 2 con. X8 bông keo này. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã coi clip của tôi. Thì anh em nào mua thì inbox Zalo tôi nhé. Số điện thoại ở đầu intro clip, anh em có thể gọi điện trực tiếp cho tôi. Tạm biệt anh em.